Xin chào các bạn, trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thao tác cử chỉ để chúng ta có thể điều khiển cái Apple Vision Pro cũng như là làm sao để nó có thể nhận được những cái cử chỉ mà mình điều khiển để giúp cho các bạn có thể dễ dàng hơn trong cái quá trình điều khiển cái máy này. Trước hơn hết thì mình muốn các bạn biết rằng Apple Vision Pro sẽ điều khiển thông qua hai thứ. Một, đó chính là cái cử chỉ tay của chúng ta. Và hai, đó chính là tracking vào cái móng mắt. Thì cái hệ thống tracking móng mắt thì nó nằm ở bên trong, nó rất là cố định khi mà chúng ta đeo lên. Còn đối với cử chỉ tay thì Apple sẽ sử dụng những cái hệ thống camera cũng như là cảm biến ở đây, bao gồm cả những cái cảm biến LiDAR để đo khoảng cách tất cả các thứ. Thì trong quá trình sử dụng thực tế, cái tay của các bạn không cần phải với vào những cái gì đó trên màn hình, trừ khi các bạn gõ bàn phím thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ để nó nằm trong một cái khu vực để camera có thể nhìn thấy cũng như là các bạn thao tác nó thuận tiện hơn, không có ảnh hưởng đến cái màn hình hiển thị. Mình nói điều này vì hôm nay có rất là nhiều bạn đến tinh tế trải nghiệm và cũng hơi lúng túng trong cái khâu điều khiển nó. Còn mình thì mình đã mất khoảng 10 phút để làm quen vào cái buổi sáng này. Trước hết mình muốn các bạn biết rằng Apple Vision Pro sẽ có hai cái nút điều khiển. Một là bên trái với thao tác nhanh camera hoặc là quay video. Hai, đó chính là nút Home, hay nó rất là giống với cái nút Digital Crown ở trên Apple Watch. Thì chúng ta sẽ có thể nhấn hoặc là xoay. Mình sẽ ví dụ với thao tác nhấn, đó chính là cái thao tác để về Home. Bất kể một cái ứng dụng nào bạn muốn về Home, nếu như khó khăn thì có thể nhấn vào cái nút này. Và thứ hai nữa đó chính là cái nút xoay của Digital Crown thì dùng để làm gì. Mình lấy ví dụ, trong rất là nhiều những cái bối cảnh các bạn sẽ sử dụng Apple Vision Pro theo cách đó chính là để một cái background là những cái hình nền rất là đẹp ở phía đằng sau và menu ứng dụng nó sẽ nằm ở phía trước mặt. Thì khi các bạn muốn cái độ trong cao hơn, nó là transparent, thì các bạn sẽ điều chỉnh nó thông qua cái nút Digital Crown này. Đó. Rồi, có thể các bạn đã nhìn thấy bây giờ là hoàn toàn không có gì hết. Còn khi mà mình tăng nó lên, tùy theo từng mức độ nó sẽ thu dần. Đấy. Ngoài ra thì các bạn sẽ nhìn thấy có cái biểu tượng của loa. Bây giờ mình sẽ chỉ cần liếc mắt sang bên phải là mình sẽ vặn tăng chỉnh cái hệ thống loa. Liếc mắt sang trái để tăng transparent. Hoàn toàn không có thao tác nào khác ngoài những cái thao tác mình nhìn vào cái mống mắt của mình. Tiếp đến mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái thao tác và cũng như là cái cử chỉ tay. Các bạn có thể hình dung được. Các bạn sẽ có thể hình dung được những cái thao tác cử chỉ tay mà mình sẽ demo ngay ở đây, và cái khu vực mà mình demo nó sẽ cũng chỉ nằm ở trong cái khu vực này thôi. Mình sẽ không cần phải quay đi đâu hay là làm cái gì khác. Đó, mình lướt trang. Rồi. Về những cái cử chỉ tay á thì nó sẽ có một vài những cái cử chỉ nhất định. Thứ nhất đó chính là khi mà bạn muốn chọn một cái ứng dụng nào đó thì các bạn sẽ dùng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón cái chạm nhẹ vào nhau. Đây, mình sẽ quay góc này cho các bạn dễ hình dung, chạm nhẹ vào nhau. Rồi, cái thao tác chạm nhẹ vào nhau này nó sẽ kết hợp với cử chỉ móng mắt. Ví dụ như bây giờ mình sẽ nhìn vào cái biểu tượng Safari trên màn hình và mình sẽ không cần đưa cái tay ra đằng trước mặt như thế này, mà mình sẽ chỉ cần để cái tay ở đây. Chạm một cái, nó sẽ truy cập vào cái địa chỉ Safari. Rồi, đó là thao tác chạm. Nếu như các bạn chạm hai lần vào cái màn hình thì nó sẽ tương tự giống như là bạn click chuột phải ở trên con chuột máy tính thông thường. Cử chỉ tiếp theo các bạn cần quan tâm đó chính là nắm và kéo hoặc là đẩy ra đằng trước, đẩy ra đằng sau, kéo trái, kéo phải. Thì mình sẽ ví dụ với bạn, ở ngay đây cái bàn phím nó đang hơi gần so với mình. Mình có thể kéo nó sang bên đây, kéo nó qua đây. Đó, đó là cái cử chỉ nắm, kéo. Rồi, sẽ có những cái hệ thống bàn phím ảo. Nhưng đối với cá nhân mình thì mình sẽ khuyên các bạn có thể xài phím và chuột, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì cái hệ thống bàn phím này các bạn sẽ sử dụng như thế nào? Một, đó chính là các bạn sẽ cũng dùng cái thao tác nắm như vậy. Đó, ví dụ như là B, này, C, D, E, F. Rồi, hoặc là các bạn sẽ có thể dùng trực tiếp cái tay của mình để chạm vào đây. Này, V, B, N, M, K, G, H, G, F, D, S, A. Cái điều quan trọng đó là gì? Đó là cái con mắt của các bạn sẽ phải nhìn vào cái nơi mà bạn muốn chạm.
Ví dụ như bây giờ mình sẽ nhìn sang chữ M, nhìn chữ Y, T, R, E, Q, Z, X, C, V, B, cách. Đó, tức là cái con mắt mình nhìn đi đâu á, thì cái nó sẽ sáng lên và nó kết hợp với cái thao tác bạn nhấn vào đây. Rồi, mình đã chia sẻ với các bạn hai, bây giờ mình sẽ tiếp tục nói về những cái cử chỉ. Ví dụ như với một cái giao diện màn hình giống như thế này, bạn muốn phóng to thu nhỏ thì bạn cũng chỉ cần sử dụng cái thao tác nắm và kéo. Thu nhỏ, phóng to, thu nhỏ, phóng to. Rồi, chỉ cần cái thao tác nắm và kéo hoặc là nắm hai cái ngón tay, bạn đã gần như có thể điều khiển hết tất cả những cái tính năng. Ở tiếp theo sẽ có cái tính năng đó là zoom hình ảnh. Rồi, các bạn sẽ lựa một, mình sẽ lựa bất kỳ một cái tấm hình nào đó. Tất nhiên là mình sẽ nhìn vào tấm hình đó. Và bây giờ các bạn sẽ có thể dùng hai cái trụ ở hai cái bàn tay và zoom to cái tấm hình. Mình sẽ ví dụ. Đó, nó sẽ to ra, thu nhỏ, to ra, thu nhỏ. Nắm vào, phóng to, thu nhỏ. Đấy, thì đây là cái thao tác zoom. Ở ngoài ra thì cái thao tác nắm chạm này á, nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng cuộn một cái trang web nào đó. Ví mình lấy ví dụ, đây. Cái cử chỉ tay của bạn có thể để đây cũng được, để đây cũng được, để đây cũng được, đây cũng được, bất kỳ đâu cũng được. Muốn truy cập vào một cái link nào đó, mình chỉ cần nhìn vào cái link đó. Đó, mình nhìn lên này, giữa, dưới. Muốn vào cái link này khi mà nó đã sáng lên, chạm một cái. Thật ra trong quá trình sử dụng thực tế thì các bạn sẽ không cần phải đợi nó sáng lên, mà gần như mình nhìn vào nó sẽ dính luôn. Rồi, nó là như vậy. Rồi, cái thao tác cuối cùng mà các bạn có thể điều khiển bằng tay đó chính là chạm và giữ. Nó sẽ tương tự giống như ở trên iPhone và iPad. Khi mà các bạn chạm giữ vào một cái icon nào đó, ví dụ, đó, nó sẽ cho remove hay là làm cái gì đó đối với một cái ứng dụng. Thêm nữa, các bạn sẽ, mình cũng có vừa mới chia sẻ với các bạn, đó chính là chúng ta có thể điều khiển nó bằng chuột và bàn phím khi mà các bạn kết nối vào đây. Ngoài ra nó cũng sẽ tương tự giống như là iPhone, iPad khi mà các bạn có thể sử dụng Siri để ra lệnh một cái gì đó. Mình lấy ví dụ Siri. Hey Siri, open Apple TV. Đó, nó sẽ mở cho mình cái ứng dụng Apple TV. Và tất nhiên với những cái ứng dụng khác các bạn cũng có thể ra lệnh bằng giọng nói, mở rất là nhanh, cầu cú cũng rất là đơn giản. Và đó là những cái tóm tắt về các cử chỉ cũng như là cái thao tác để điều khiển được cái Apple Vision Pro. Mình có thể nói rằng nó rất dễ để làm quen khi mà hôm nay mình sẽ chỉ cần mất khoảng 5 đến 10 phút để làm quen những cái thao tác này. Cái điều quan trọng nhất các bạn cần quan tâm đó chính là cái cử chỉ mắt của các bạn nhìn đúng cái nơi các bạn muốn. Khi mà các bạn quen rồi, các bạn sẽ có thể tăng tốc mắt và tay của các bạn lên một cách rất là nhanh. Mình nghĩ rằng khi mà các bạn đã quen rồi thì những cái thao tác điều khiển nó trở nên cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ dàng. Và cộng với những cái phần cứng mạnh mẽ rất là mượt mà của Apple Vision Pro thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời.